chín đồ cái số đẹp ta. Rồi bảy mươi thì đang hư ảnh thì anh qua anh chạy khuôn này nữa luôn các bạn ơi. Nào qua bển đây. Rồi bảy mươi bờ lút nha anh em, không có silver các bạn. Con này máy Việt anh em, nhìn để tôi quay cho anh em coi biết tiếp Việt cũng khái á. Thì máy thái nè em ơi, 747 rồi nãy xin thử cho tem Việt hàng tem thái luôn các bạn, lốt thái luôn ghê không, lâu lâu mới gặp con lốt thái nha. Con này chỉ sập tay cũng còn ngon quá các bạn ơi, thông bờ luôn các bạn. Nói chung lốt mà là Việt là bình thường lốt thái là còn dữ nữa nha nè, như DC 93 với DC 93G vậy đấy các bạn. Dán tem được can gì xinh lè cho các bạn ơi, đang cái xẹp rồi chán chạy tốc độ nha em, quá dữ á, lâu lâu mới gặp con lúa thái chạy dưới xẹp các bạn ơi. Ở đây hình như có con dân ma nha em, dân ma quyền hội luôn á, bữa nay là hình như đại hội ở đây các bạn ơi, và bên đó là có con dân ma chạy nước Việt Nam đó em, mà xa quá để chút anh quay các bạn coi, tại vì mình đang quay con trăm blood nè, rồi gặp thêm em lúa thái này ở đây nữa các bạn, trời ơi quá hiếm, nay máy hiếm nhiều quá anh em ơi. Sáng thì mới vô thì gặp chiếc 95 đang hai đạn hai nhông chỉ hướng nhông cách đó nè, 95 nó còn bắn ngót luôn nè, mới thầy đang bỏ đổ xuống này các bạn ơi, một người một ứng á. Máy như mới luôn anh em ơi, máy này bén quá nè. 70 là cái hàng rất lựa chuộng nha, được 70 lút mà còn 70 lút thái nữa là quý gì lắm anh em ơi. Chắc 3 tạ, mấy chiếc này thì 3 tạ tiền, nếu không phải hàng tem là 3 tạ nữa nè. Con này giá là chắc rất là kỹ luôn nè không, 1747 nè không. Có hình nó con bé, hồng bông hay bán hồng hồng luôn. Rồi đang chiến lúa siêu sập các bạn, hình như hơi lúng nha nè, quá sẹt các bạn ơi, sẹt lắm. Rồi hơi mềm mấy cái mày to luôn kìa, đó ghê chưa. Nói chung ở đây mùa nay cũng sập dữ lắm các bạn, biết mưa gió là sao đâu mà sập quá sập sát luôn anh em ơi. Con này giờ được cái mỏ ủi nữa thì cũng nhanh lắm nha, ổn ham. Rồi đang vượt ra ngoài kia, hậu này chắc cũng cả 400 anh em, thì lúa xẹp hết trơn rồi các bạn ơi, như đánh trái rồi. Thì chiếc trăm bờ lúa nãy giờ cũng đang sửa phan rồi nè, bị vô cây sắt đó anh em. Rồi này họ lặn 100 giờ còn 93 anh em ơi, anh em này theo dõi cho mình biết cái này à. Rồi 70 lúa thái tiếp tục vô dòng thứ ba các bạn, thì nói chung mấy chiếc 70 thì không nhanh nhưng mà cái độ lì của anh, độ bền của anh rất là dữ luôn anh em. Con này được cái là 70 lúa mà còn thái nữa các bạn ơi, 1747 luôn đó, thì rất là mấy con này rất là hiếm anh em. Bây giờ nói chung máy thái máy cam đồ Việt Nam bây giờ khó kiếm anh em, tại vì giờ dịch bệnh rồi cửa khẩu đi không có được các bạn ơi, mà máy cũng khó mua về lắm, nếu mua được một con về cũng rất là hiếm rồi đó anh em. Bây giờ máy mua về hình như là nếu mà mua về tới Việt Nam là thành không mắc không giấy luôn đó các bạn, ủi hoài luôn các bạn ơi. Đúng rồi. Chạy con đây thôi. Ủa thì sập như bánh tráng lên cây luôn anh em, chứ không phải là sập bình thường đâu. Quá chạy các bạn. Ủa, sập ghê không?
buồn máy chạy rất là yên nha. Con này có biển số luôn nha anh em, hỏi anh này kỹ lại thì nói cho em dán em vọng gì các bạn ơi. Máy này cái máy của nước gì thì nó gần nếu mà cho mình lại thôi nước nha anh em. Nói chung có 1.7 đứng luôn lên cây luôn các bạn ơi.